nói lại một chút về lịch sử này, thì thực ra là cái ý tưởng của VA này tôi pick cho với lại Minh và Java có lẽ là hơn 2 năm rồi. Trước cả khi mà cái pháp lý bắt đầu từ tháng 12 năm 2018, đấy là chúng tôi ý tưởng vẫn ngủ và chỉ chờ cái luật nó ra. Chờ mãi luật nó ra và tôi cũng pick xuống một nhóm investor Sydney, nhưng mà các anh em luật nó ra cho nữa thì cũng mất vài năm. May ra các em mới start được và đứng là thật sự vài năm thật. Nên là mặc dù là mới 6 tháng vừa rồi chúng tôi bắt đầu nghe pitching và gặp các cái startup, nhưng mà cái hoạt động của VOA thì bản thân cũng là khá lâu rồi, không nhỉ? Giới thiệu qua một chút về bản thân tôi là cựu sinh viên kỹ thuật Hà Nội. Bây giờ rất vui là hôm nay quay lại với thành phố mà tôi lần đầu tiên rời xa quê hương mình lên đây đi học 4 năm. Và cũng là nơi cái thành phố và trường đại học mà tôi gặp vợ tôi làm đầu tiên. Sau khi mà tốt nghiệp kinh tế dân thì tôi với hẹn vợ tôi sang du học ở trường đại học Tây Ninh ở Canberra năm 2005. Tốt nghiệp năm 2007. Vào tháng 2 năm 2008 thì tôi bắt đầu khởi nghiệp với cái doanh nghiệp trong cái lĩnh vực kế toán doanh nghiệp. Tức là đến thời điểm hiện nay thì tôi cũng kinh doanh được hơn 10 năm. Cũng là một doanh nghiệp khởi nghiệp thì tôi cũng hiểu những cái khó khăn ban đầu, đặc biệt là những người mà khi mà đến nước Úc thì nói tiếng Anh thực sự là không rõ. Gặp rất nhiều những khó khăn, không có quen hệ, không có quen biết bất cứ một ai cả, chưa bao giờ đi qua vốn và cũng phải sử dụng những đồng tiền xây dựng của mình. Ngoài cái việc hôn bén cho gia đình, nuôi con, trả nợ ngân hàng, xây dựng doanh nghiệp đến hiện nay thì doanh nghiệp chúng tôi cũng có được khoảng hơn 40 nhân viên, trong đó thì tôi cũng có một văn phòng Việt Nam ở Việt Úc, cũng có ba văn phòng chuyên phục vụ cho các cái doanh nghiệp, tư vấn doanh nghiệp, trong đó có rất nhiều những startup. Mà lý do chính mà tôi với Minh và cho ba đại sứ ký ý tưởng này cũng là bởi vì là những kinh nghiệm mà chúng tôi có được cũng không phải là tự tôi tìm ra, cũng là kinh nghiệm từ những người khác. Nước Úc thì được cái là người dân rất là thân thiện, họ biết một thì họ dạy mình hơn một. Thế là tôi cũng mong là cái văn hóa đấy chuyển lại và sử dụng văn hóa đấy quay trở lại Việt Nam. Gây dựng cái network ecosystem như anh Minh nói. Mình học được cái ta qua thì cái người ta cũng biết. Đấy, thì trong những cái năm vừa qua tham gia với cộng đồng startup thì cái điều mà tôi nghe nhiều nhất là ông Harry, ông kinh nghiệm làm việc ở nước ngoài thì cũng dễ lắm, suôn sẻ, con đường chả sẵn ra rồi. Những thứ mà ông nói chẳng liên quan Việt Nam. Mà tính tôi thì tôi là người khá là cứng đầu. Năm ngoái thì bị quả bóng gôn cách 50 mét bay vào đầu dạng xương sọ, nhưng mà đầu rất là cứng. Khi mà tôi nghe được người ta nói là không làm được thì càng thích này. Người ta bảo là kiến thức ở bên đấy nó đơn giản lắm, mọi thứ nó chả thảo dễ lắm, nó không ứng dụng được Việt Nam rồi thì tôi càng thích. Tôi càng thích mặt của mình. Đấy, thì ngoài về cá nhân thì tôi cũng muốn là cái buổi chia sẻ này nó rất là lâu cẩn thận, rất là friendly, bởi vì là có rất nhiều bạn trẻ ở đây. Nên tôi muốn là trở thành một cái top, đúng không? Thì Minh ở đây là chuyên gia về kế toán tài chính. Anh nghĩ là ngày xưa anh làm kiểm toán nhất. Anh Minh, nếu mà làm cộng sự của tôi và anh kiểm tra công việc tôi. Đây là hai đối tượng này ghép nhau lắm. Khi mà lên sân khấu là và những cái công việc của đánh nhau vỡ đầu rồi, đúng không? Tôi mà làm một là anh phải lật hết lại ba lần anh kiểm tra, anh hỏi tôi. Nên là thôi hôm nay thì cứ để cho anh ấy hỏi và tôi sẽ chia sẻ theo cái dạng là interactive. Ở đây cũng biết là có một vài startup thì bây giờ hay là mình show fan mình giơ tay xem là ai làm startup ở đây nhỉ? Các bạn giơ tay. Tôi biết bạn làm về logistics này, đúng không? Bạn làm về giáo dục này, đúng không? Bạn làm về kiểm toán này, bạn giới thiệu làm về gì nhỉ? Em làm về chứng khoán. Chứng khoán. Còn anh làm về gì? Mình làm về thương mại điện tử. Thương mại điện tử. Còn ai phía bên này cạnh tranh một chút, bên này lớn áp lắm. Chị tên gì? Chị làm về luật đúng không? Có một anh luật sư trên này nữa đúng không? Hai bên có thể giao lưu với nhau được. Có vài điều bạn mình biết là ở đằng sau kia là có một vị khán giả rất là thuộc của anh hơi coi một tí, nhưng mà Cường sáng nay là bay từ Sài Gòn ra đây. Nên là khán giả đi đường xa nhất đến cái buổi thảo này, nên là yêu cầu anh Cường nên nói nhiều hơn mọi người một chút.
Anh Cường cũng hôm qua đang trao đổi điện thoại với tôi cũng nói là sắp tới quay gia đình quay trở lại Úc và cũng muốn là khởi nghiệp, nên là anh cũng muốn đến đây để chia sẻ với mọi người. Còn ai cũng không đến này quá trình học viên đúng không? Đó, là thế. Vâng, nhận bên nhận là mình cũng biết qua về vâng. về cái cảm ơn Huy. Mình đang ngồi đây nói với Cường với anh. Thực ra thì nhấn mạnh lại một chút là các anh chị là như này, tức là cái mô hình của VA chúng tôi cũng muốn làm khác đi. Đấy là lý do tại sao mà chúng tôi kết hợp cả nhà đầu tư ở Úc và châu Âu. Bởi vì chúng tôi cũng cho rằng thứ nhất là gì, ngoài cái việc đa dạng hóa cái kinh nghiệm của nhà đầu tư ấy, thì một phần ở đây là đầu tư tiền, nhưng không phải là chỉ có tiền không mà còn là mentor cho startup, nên là chúng tôi rất muốn đa dạng cái hiểu biết của nhà đầu tư. Ngoài ra thì startup của chúng ta thì luôn luôn có một cái khát vọng, đấy là muốn go global, mà go global thì bây giờ phải có những ông ở bên ngoài phải sẵn rồi mới dắt chúng ta đi ra nước ngoài được. Thế nên đấy là cái định hướng ngay từ đầu của VA. Tiếp là anh Chapa, anh không ở đây. Anh Chapa thì ngoài cái việc là anh ấy làm nhiều về khởi nghiệp ở Việt Nam thì anh ấy còn là thành viên của hội đồng, không biết có mọi cái việc là nói đúng không, là thành viên hội đồng giá đầu tư startup của Ủy ban châu Âu. Tức là như này, ở châu Âu người ta có một cái quỹ để người ta, tôi nói cũng nhiều nơi rồi, nói về đến đâu khoảng 3 tỷ euro và cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ của châu Âu để làm các hoạt động R&D. Thế thì các doanh nghiệp ở châu Âu người ta sẽ đăng ký, người ta cũng sẽ phải present, người ta sẽ cũng phải qua nhiều vòng đánh giá. Thì Chapa là một trong những cái người mà thực hiện cái hoạt động điểm châu Âu cho những cái đăng ký đấy, thì cha ba cũng khá là kinh nghiệm trong cái lĩnh vực đánh giá doanh nghiệp, đặc biệt là startup. Harry và tôi thì cũng giống nhau, thì hai người cũng làm nhiều kinh nghiệm gốc ấy, thì làm nhiều về tài chính và nhiều về phân phủ nhiều hơn. Thế nên là đấy là cái thế mạnh. Ví dụ như tôi thì tôi cũng làm nhiều, bây giờ chúng tôi cũng giúp rất là nhiều startup. Tất nhiên là không phải giai đoạn sớm, ta nói về cái công việc chính của tôi, mà ở cái giai đoạn tức là khi họ đã bắt đầu phát triển ở một cái quy mô nhất định rồi, thì bây giờ họ mới nghĩ đến việc là phải cơ cấu lại cái hoạt động của mình như thế nào. Tôi đang nói là với những startup mà ở cái giai đoạn, ví dụ là bây giờ người ta phải nghĩ đến việc người ta thành lập công ty ở Singapore chẳng hạn, hay ở Hồng Kông để thực hiện hoạt động kinh doanh của mình. Thế thì trong cái quá trình cơ cấu như thế cần phải làm những cái gì, hoặc là những cái startup mà bắt đầu gọi vốn ở những cái vòng về sau rồi. Thế đến bây giờ khi nhà đầu tư người ta mới nhìn vào đâu sổ sách của ông đâu, thì mở sổ sách ra, đây tôi có sổ này là sổ A, sổ này là sổ B, sổ A thì tôi nộp cho thuế, sổ B thì tôi đưa cho nhà đầu tư, nhưng không có ai đi xác minh được cái sổ B đấy nó là đúng hay nó là sai. Thì đấy là những cái vấn đề mà startup của chúng ta đang gặp phải, và ngay từ khi khởi nghiệp là không ai nghĩ đến là mình nên làm một cái mô hình đúng như thế nào. Hoặc là ví dụ những cái nhu cầu rất là đơn giản, không riêng startup là một doanh nghiệp Việt Nam rất là nhiều. Đấy là nhu cầu về nộp ít thuế đi chẳng hạn, không dùng từ trốn thuế nghe nó nặng nề, nhưng nộp ít thuế đi bằng cách những cái thủ công, cách mà Việt Nam chúng ta làm được mấy chục năm nay rồi, là bằng cách là không số đo đơn. Đấy, những cái như thế là những cái mà sau này nó sẽ có những cái hệ quả mà chúng ta không được trước được hết. Thế thì để định hình những cái mô hình đấy đúng từ đầu như thế nào, để bắt đầu khởi sự doanh nghiệp thì như thế nào, chúng ta bắt đầu từ tài chính trước đúng không? Thì bản thân kể cả những tôi cách 10 năm tôi cũng ở một doanh nghiệp, và hồi đấy cũng chả có kế hoạch gì hết. Kế toán thì làm bằng Excel, mình cậy mình biết tí kế toán mình làm bằng Excel. Kế hoạch kinh doanh thì không có, làm đến đâu thì biết đến đấy. Thì sau đấy thì mình cũng thấy là nó gặp rất là nhiều khó khăn, và đặc biệt là với startup bây giờ, khi chúng tôi nhảy vào giúp đỡ họ ở cái giai đoạn bắt đầu quy mô lớn lên rồi, thì bắt đầu mới thấy là để điều chỉnh lại nó không dễ. Thì Harry ở bên Úc thì mọi người đang có kinh nghiệm gì khác không? Đang startup bắt đầu khởi sự kinh doanh của mình, không lập kế hoạch như thế này. Đấy thì nói trước là không phải là lý do là vì chúng tôi là cùng làm trong lĩnh vực tài chính kế toán, mà chúng tôi khoe là tài chính kế toán là cái thứ quan trọng nhất. Nhưng mà thực sự là một trong những cái đặc điểm người làm tài chính kế toán, làm kế toán doanh nghiệp như chúng tôi là ở bên Úc của tôi thường dùng thông những loại number đồn làm, tức là số má tài chính thì không biết nói rồi. Và cũng như vậy là người làm tư vấn tài chính liên quan đến tài chính kế toán doanh nghiệp như bọn tôi ấy, là chỉ có nói thật,
số, chứng số chứng thực thế thôi. Nên là mà khi mà lục xem lại cái một cái biểu đồ mà anh Minh có sâu là 80% startup là fail, thực ra là con số đó này số thật của anh cũng kém. Như kinh nghiệm của tôi đầu tư startup trong vòng 6-7 năm nay là có đến khoảng hơn 35-40 cái startup mà được đầu tư có thể đến 95% fail. Và trong cái số 95% đấy thì còn phải hơn 80% fail, bởi vì như mình nói là hết tiền. Mà thực ra hết tiền là cái cách hiểu nôm na của dân không phải tài chính đâu. Còn cái vấn đề sâu xa hơn nữa là do quản lý tài chính kém. Thế là tôi cũng muốn là nhân cái chuyện tôi có thời gian đấy và các anh bạn tôi đến chia sẻ thêm về cái tầm quan trọng của việc quản lý tài chính, không phải chỉ có startup, mà đến khi mà startup đã thành công rồi, thành công hơn nữa rồi, vẫn cứ phải đặt cái vấn đề tài chính lên hàng đầu. Bởi vì đấy là trong lý do lớn nhất, không phải chỉ có startup, doanh nghiệp lớn đến kể cả tập đoàn quốc gia đa quốc gia đóng cửa vì phá sản. Thế nên là khi mà tôi có cơ hội để nói chuyện chia sẻ với các bạn trẻ, tôi nói với các bạn là đừng có tiếc tiền trong cái việc chi cho quản lý tài chính. Excel thì công nhận là rẻ rồi đúng không? Mình có thì có thời gian tối về nhờ vợ con nhập số má đầy với Excel, xong đến ngày hôm sau lại tiếp tục làm công việc đấy. Nửa thời gian cho cái việc đáng ra mình phải ra ngoài để mình phải bán hàng, để mình phải phát triển sản phẩm, để mình phải phát triển thị trường, thì mình dùng những việc đấy vào việc quản lý giấy tờ số má của Excel. Quan điểm của tôi thì cái gì rẻ không thể tốt được. Đấy thì cái điều đầu tiên mà tôi tư vấn cho các bạn bên người trẻ là liên quan đến tài chính ấy, thì phải dám chi, dám chấp nhận đầu tư. Và cái đơn giản nhất là phần mềm dự toán, đúng không? Phần mềm dự toán thì bây giờ không đắt một chút nào cả. Mà bản thân những doanh nghiệp sản xuất phần mềm kế toán ngay cả ở Việt Nam hay nước ngoài, họ cũng là những startup. Mà đã là những startup thì họ phải làm sao để giá cả hợp lý để người ta chiếm được thị trường. Ví dụ như là lúc thôi khách hàng của tôi startup đến đăng ký cái phần mềm của toán chi phí chỉ có $5 thôi, đúng một cốc cà phê một tháng thôi. Mà trong khi đó rất nhiều startup dùng Excel giấy tờ để quản lý tài chính của mình. Vậy là thế tôi mới nói là cái bước ban đầu khi mà các bạn bắt đầu đăng ký có cái số kinh doanh, có cái mã số thuế, đi mua ngay một phần mềm của toán về và tiết kiệm tất cả những cái thời gian khác để quay quay để xử lý cái Excel, lên mạng download những cái template vớ vẩn về và sử dụng cái phần mềm để quản lý. Đấy là công cụ đúng không? Mình, chúng ta nói 4.0 mà chúng ta không sử dụng công cụ để quản lý doanh nghiệp của mình. Vậy trong các cái startup ở đây thì những ai đã dùng những phần mềm kế toán mà bạn cho rằng đã thỏa mãn cái tương tác của doanh nghiệp, quản lý doanh nghiệp hiện tại, có ai dùng không? Startup sẽ trả lời anh là tôi cũng đã thuê kế toán thuế rồi. Kế toán thuế có phần mềm của người ta rồi. Ở Việt Nam là như vậy không? À, thực tế là anh có muốn chia sẻ phần mềm châu Âu tại Úc luôn của công ty đấy. Thế thì có rất nhiều những cái lý do mà tại sao mà startup lại chần chừ trong cái việc đầu tư vào cái công cụ để quản lý tài chính của mình. Như anh Minh đã nói, thứ nhất là giao phó cho người khác. Trong cái tư duy của mình ấy, là liên quan đến kế toán tài chính ấy, thì nó là gì? Mà cái này không phải là tư duy của doanh nghiệp thôi, mà kể cả tư duy của những kế toán cũng thế thôi. Ở cái lúc khi mà tôi làm kế toán 10 năm trước ấy, kế toán của chúng tôi là gì? Kế toán nghề, kế toán của chúng tôi là nhập dữ liệu vào một phần mềm và sử dụng cái dữ liệu đấy để thỏa mãn cho đơn vị thuế và đơn vị gọi là compliance, đúng không? Bởi vì chúng tôi phải làm cái việc đấy. Nó không xuất phát từ nhu cầu thực sự của doanh nghiệp là chúng tôi phải xử lý cái dữ liệu tài chính đấy để cho bản thân mình sử dụng. Đấy, cái lịch sử này, cái toán như vậy. Chúng tôi làm như vậy bởi vì tôi phải làm báo cáo thuê hàng tháng nên chúng tôi phải xử lý phần mềm, đúng không? Đấy là cái tư duy nguyên thủy của nó là như vậy. Thế thì tôi mới đặt câu hỏi là tại sao sử dụng rất nhiều người mình nói thuê cả bên làm thuế, thuê cả kế toán trưởng, thuê cả những nhân viên nhập dữ liệu như thế, chi phí rất nhiều để nhập cái dữ liệu vào cái phần mềm. Tại sao chỉ sử dụng nó cho cái việc làm thuế, làm compliance để đối phó, đúng không? Tại sao lại ngồi trên một cái đống dữ liệu vàng như vậy, number don't lie, số liệu trong doanh nghiệp, số liệu nào có thể tin tưởng hơn số liệu tài chính? Không có số liệu nào, đúng không? Mà ngồi trên cả một cái đống vàng dữ liệu như thế mà không biết sử dụng nó cho cái mục đích quản lý cái doanh nghiệp của mình. Thế đấy là từ cái tư duy đầu tiên, đúng không? Thế tôi mới flip cái đấy ngược lại, tôi mới bảo, tôi tư vấn các bạn là vậy là các bạn phải khi các bạn tìm ra cái phần mềm đầu tiên để quản lý tài chính của mình, tìm cái phần mềm
phục vụ cho cái doanh nghiệp của mình, chứ không phải cho ông thuế, không phải cho ông kế toán thuế, không phải làm dễ cho ông ấy, không phải làm cho chính phủ, đúng không? Không phải chỉ để cho bạn báo cáo của chính phủ. Lấy ví dụ đơn giản như này, trong địa bàn của tôi muốn mở quán cà phê ở Canberra, các bạn cứ đến hỏi tôi là bây giờ tôi sử dụng phần mềm gì. Thế đấy, như bạn ở đây bạn gì để bạn nói sử dụng Zero, bạn ở Sydney này, bạn tên gì này? Em tên là Ngọc. Ngọc. Đấy, tất cả mọi người đều bảo đấy bây giờ là ra mua Zero, tức là xong việc. Thế nhưng mà khi mà gặp những đơn vị tư vấn như bọn tôi thì chúng tôi cũng nói là bây giờ quán cà phê thì cái nhu cầu của ông là gì, đúng không? Cái nhu cầu quản lý của ông là gì? Thứ nhất là quản lý nhân sự này, nhân viên để đến chấm công này, đúng không? Trả lương như thế nào? Nhu cầu quản lý rất nhiều những các bạn làm part time, một doanh nghiệp cà phê, quán cà phê cũng có thể có đến 40, 50 bạn làm part time, mà mỗi bạn sinh viên chỉ làm một tuần, một ngày đúng có 2-3 tiếng. Như vậy cái công cụ quản lý của mình là gì? Là quản lý cái nhân sự đấy, đúng không? Công cụ quản lý inventory, tức là những cái mua bán hàng hóa cà phê, như quản lý vật liệu để sản xuất ra cái cà phê đấy. Công cụ để quản lý bán hàng, bởi vì các bạn ấy có thể đặt hàng online để lên mạng mua booking tất cả mọi thứ. Thế từ những cái nhu cầu quản lý doanh nghiệp đấy, người ta đã quay trở lại vẽ ra một bức tranh xem bây giờ phần mềm kế toán nào là phần mềm tối ưu, đúng không? Từ 10 cái phần mềm kế toán trên thế giới mà bảo hộ thì chúng ta mới tìm ra là bây giờ có Zero, có QuickBooks, có MYOB. Dựa vào những cái nhu cầu quản lý doanh nghiệp đấy cộng với cái yêu cầu của thuế, chúng mới tìm ra là trong trường hợp đấy thì Zero là phần mềm tối ưu, đúng không? Nam hiện nay có một cái xu hướng mạnh như này là Úc thì thực ra mức độ compliance của Úc thì nó cao hơn hẳn đấy, cũng nó sánh với Việt Nam. Ở Việt Nam thì có cái xu hướng là thứ nhất là giàu có kế toán để làm tất cả những vấn đề về tuân thủ liên quan đến kế toán, báo cáo thuế, kê khai thuế, và cái phần còn lại là cái phần quản lý nội bộ ấy, thực sự là làm báo cáo quản lý ấy, thì cũng có nhiều startup cũng dùng phần mềm chứ không phải là không, nhưng mà tách bạch hai cái đấy cũng liên quan đến nhau. Thế thì nó có một cái khó khăn mà lúc nãy thì tôi cũng đề cập rồi, đấy là với những startup mà đặc biệt là với những ông nào mà các bạn hay bán B2C thì bán hàng cho khách hàng cá nhân thì thường là hoặc là người tiêu dùng, thường là cái cách mà tức là mọi người có xu hướng là muốn đóng thuế ít đi, thường cái cách đầu tiên mà người làm thủ công nhất đấy là không xuất hóa đơn đầu ra, là không kê khai đủ doanh thu, trong khi cái phần mềm quản lý ấy, thì chúng ta lại vẫn ghi nhận đầy đủ hết. Thế thì đặc biệt là với những cái công ty nào bán hàng thì thực ra nói thật với cả các bạn là gì, nếu mà cục thuế nào người ta các bạn kiểm tra, người ta nhìn hai cái phần mềm thì người ta nhìn thẳng ngay, tóm lại các bạn không thoát được. Thế nên ví dụ như chúng tôi chẳng hạn, chúng tôi làm là gì, là nó có rất nhiều cách để giảm thuế, nó có rất nhiều cách chính thống hợp pháp, nhưng chưa bao giờ chúng ta để ý đến. Thì cái đấy là cái mà chúng ta sẽ phải cần tìm một người nào đấy để hỗ trợ chúng ta thiết lập cái quy trình đúng nó ngay từ đầu. Thực sự nó nhiều cách lắm, mà nó đàng hoàng, chứ không phải là chỉ đơn giản là trốn thuế bằng cách trốn doanh thu đó. Thế nên là gì, là cái đấy thì tôi cũng nghĩ là nếu mà chúng ta có một cái ý thức nó cao hơn, và ý ra cái này chúng tôi dùng từ biết sợ, thì chúng ta sẽ làm nó chỉ chu ngay từ đầu đó. Để bản thân công ty tôi thì cũng nói thật rằng là chúng tôi cũng là một công ty gần như đứng đầu Việt Nam bây giờ về toán và tư vấn thuế thôi. Nên là chúng tôi biết là ngoài ra nó còn một cái điểm nữa đấy, cứ hay sổ như thế khi mà có nhà đầu tư đi gọi vốn, và đặc biệt là xin lỗi, gọi vốn của Việt Nam thì chúng ta, tôi thì cũng còn hiểu cái môi trường ở đây, chứ gọi vốn nhà đầu tư nước ngoài ở Úc hay là ở châu, đặc biệt là châu Âu kia, thì người ta không thể biết được người ta sẽ sử dụng cái sổ nào của các bạn để người ta quyết định đầu tư cả. Thế nên là cái đấy là cái mà chúng tôi hoàn toàn có thể hỗ trợ startup được, tuy nhiên là quy, đúng không? Thế nhưng mà định hình ra được cái mô hình rồi nó cũng mất nhiều thời gian, thì sau đấy các bạn có thể thuê kế toán thuế, các bạn phải thuê người này người kia, và sau đó các bạn cứ triển khai. Thì đấy là cái mong muốn mà từ người VA mà chúng tôi muốn thực hiện. Về phần mềm, về kế toán thì anh Harry cũng trao đổi rồi, mọi người qua câu hỏi gì không? Thực ra tại sao hôm nay chúng tôi cũng cố gắng chúng tôi mời anh Hà ở đây, bởi vì là công ty của anh Hà là một trong những công ty đứng đầu Việt Nam bây giờ về sở hữu trí tuệ. Và startup thì các bạn hay có cái vấn đề liên quan đến các bạn có một cái tạo ra được một cái phần mềm rồi, hay các bạn tạo ra được một cái bí quyết gì đấy rồi chẳng hạn, thì bây giờ đăng ký cái đấy như thế nào, hay là bản quyền này, rồi là bảo vệ mình như thế nào, thì không biết là các bạn có cái vấn đề gì không, hay là anh Hà có
có cái gì chia sẻ cho các bạn được không? Em xin phép chào các anh chị. Thực ra là em tham gia chương trình này thì em không biết cái này đâu, nhưng mà trước tiên thì là do em cũng đã trước đã cha ba làm mentor cho em rồi, nên là em rất là hôm nay có vinh dự gặp Minh với lại anh Harry ở đây. Thì trước thì em gặp cha ba thì là trong cái tín nhiệm của cha ba rất là lớn, vì là cha ba có network rất là rộng và lâu với lại các cái startup rất là mạnh. Và ngoài network thì cha ba cũng hỗ trợ rất nhiều trong cái việc gọi vốn cho các startup đấy, em nghĩ là cái rất là cần. Thì em muốn hỏi về cái việc accelerator của mình ấy, thì là em nghĩ là cái chỗ mà funding thì nó cũng không phải là cái quá quan trọng nhất đâu, và cái quan trọng là cái gì, các anh mentor cho các startup ấy, thì cái mức độ close của anh với các startup như thế nào. Vì em nghĩ là nếu mà một cái startup thì cần cái mentor rất là close vào để có thể là trong quá trình đấy có thể mentor cho startup trong những khó khăn. Vì em biết là các anh cũng ở nhiều nơi rất là khác nhau, từ cái việc mà giúp các startup thế nào. Vì hiện tại bên mình thì có 3 người đúng không, thì em đang muốn hỏi cái mức độ là close đối với các startup trong cái chương trình của mình về mọi cái cạnh đấy. Thực ra em nghĩ là như cha ba trước đây là mình, thì cha ba ngoài cái việc là một hỗ trợ gọi vốn thì cha ba kết nối đối với các khách hàng rất là nhiều. Chính đấy chính là cái nguồn tiền để cho các startup hoạt động, và quan trọng hơn là câu chuyện là mình được bao nhiêu funding. Thì em thấy là khách hàng nuôi mình mới là quan trọng, chứ không phải câu chuyện là được bao nhiêu funding đâu ạ. Thì đấy em muốn là cái mức độ close của các anh đối với cái startup của mình như thế này. Ban nãy anh Minh có nói chuyện về cái hai cái đối tượng khác nhau ở thị trường Việt Nam. Thứ nhất là những người có tiền và chỉ có đầu tư thôi. Thứ hai là những người mà có kinh nghiệm, đúng không? Cái sự khác nhau của VA với lại các cái đối tượng, các cái quỹ đầu tư khác của chúng là chúng tôi có cả hai. Thế câu trả lời đầu tiên cho bạn, cho câu hỏi của bạn, thứ nhất là khi mà chúng tôi bỏ tiền ra thì người ta gọi là skin in the game, đúng không? Tôi không muốn mất cái tiền đấy đi, đúng không? Và khi đã có skin in the game rồi thì chúng tôi sẽ care cái đồng tiền của chúng tôi đầu tư vào startup của bạn. Nó khác với câu chuyện là một người đi cho bạn một cái free mentorship, đúng không? Tiền mà, tiền kiếm được không dễ, mà chúng nào tôi đóng thuế tôi mới ơn được ra cái đồng tiền. Tiền đấy nếu mà chúng tôi bỏ ra ngân hàng thì cũng ở Việt Nam tôi có lãi suất 1%, mua bất động sản thì có lãi suất ít nhất là 8%, đúng không? Đầu tư trên thị trường chứng khoán thì còn cao hơn. Khi mà tôi bỏ tiền ra để chấp nhận cái rủi ro đấy và chúng tôi sẽ dành thời gian cho bạn, thì khi mà chúng tôi có skin in the game thì cái incentive của chúng tôi sẽ lớn hơn rất nhiều, đúng không? Đấy là cái yếu tố nhất. Cái yếu tố thứ hai là trong cái một trong những cái slide mà mình mới chỉ trước kia ấy, là chúng tôi không phải chỉ có 3 người, và xung quanh đấy thì chúng tôi có những người khác ở trong cái network có rất nhiều kinh nghiệm trong không chỉ các lĩnh vực khác nhau, trong cái skill set khác nhau, đúng không? Nên tôi gọi IT, nếu mà bạn đang phát triển một cái e-commerce site và bạn có cho hồ với là server, chúng tôi vẫn thích dev experience trên 10 năm có thể tư vấn được, đúng không? Bạn muốn đặt server ở đâu, Amazon hay AWS, Microsoft có thể không? Bạn có thể tiếp cận được những cái nguồn connection như vậy, đúng không? Và câu hỏi của bạn cũng, tôi nghĩ là cũng một phần cũng là ở chỗ là bao nhiêu thời gian dành ra, đúng không? Thế thì theo kinh nghiệm tôi nhé, với những cái startup mà tôi đã đầu tư vào ấy, thì thông thường các bạn sẽ cố có một cái gọi là regularity, tức là 2 tuần thì các bạn sẽ có một cái khoảng thời gian để có thể trao đổi. Chứ giống như là khi mà bạn muốn nói chuyện với tôi về tài chính, đúng không? Về cái dòng tiền nghiệp, muốn bạn xem là cái vòng gọi vốn tới sẽ là bao giờ và cần bao nhiêu, đúng không? Biết là tài khoản ngân hàng bây giờ khoảng 200 triệu cuối tháng để trả lương, đầu tháng sau trả thuế, biết là trong đầu tính nhập khoảng 2 tháng mới chắc hết tiền, nhưng mà cũng cần một cái anh nào đấy có kỹ thuật tài chính để xem cái bản báo cáo tài chính, nhìn vào cái file của mình để confirm cái đấy là đúng hay không, đúng không? Thế thì cái chuyện là một tiếng hay là 5-10 phút của chúng tôi đang nhập vào tài khoản của bạn, chúng tôi kiểm tra xem đấy có đúng hay không. Một, đấy thì nó là thông thường ấy, thì nó là ở trong một cái mức thì thứ hai tuần các bạn startup thì chúng tôi sẵn sàng dành thời gian
hoặc là các bạn có thể email mà hỏi trước và vấn đề là nếu bạn chuẩn bị cho một cái pitch cho một cái VC trong vòng 3 tháng tới cho một cái practice pitch với lại Android trong cái đoạn chuẩn bị vào chuẩn bị trong cái vòng đi đấy, đa phần là mặt không nhất thiết cứ phải là face to face, không nhất thiết cứ phải là face to face. Có lẽ đến 80% các cuộc hẹn của tôi bây giờ là Zoom, vì phần mềm cũng là video. Đấy thì là hai câu trả lời cho câu hỏi và đúng không? Khi mà đã có skin in the game và đã có cái sự commitment trong cái hẹn heavy phone thì thời gian cũng phải thứ mà cứ đến quality và Gary cũng vừa đề cập cái việc là cái này cũng muốn chia sẻ thêm là cái mục đích của chúng tôi ấy, là cũng muốn tạo thành cái network nó sẽ rộng lớn hơn, và khi có cái network rộng hơn ấy, thì chúng tôi sẽ có nhiều cái cơ hội để tìm ra những investor, nhà đầu tư mà có nhiều khả năng và nó liên quan nhiều đến cái ngành nghề mà startup đang làm hơn. Thế nhưng với những cái đối tượng nhà đầu tư mà chúng tôi hướng đến ấy, thì cũng phải xác định là sẽ không ai có nhiều thời gian 100% để mà cứ liên tục chúng tôi cố gắng chúng tôi sắp xếp để ngồi cùng với startup được. Thế nhưng mà chúng tôi vẫn hy vọng luôn luôn là chúng ta sẽ làm một cái định kỳ, đúng không? Và như anh ấy nói đây, chúng tôi sẽ làm online, chúng tôi sẽ dùng Zoom hoặc dùng một cái tool nào đấy. Ai có câu hỏi gì khác? Chị Hương hay có hỏi gì không? Phần vốn đầu tư tiền cho từng hợp phần trong một cái start, ví dụ như là anh sẽ cần đầu tư tiền bao nhiêu cho sản xuất, bao nhiêu phần trăm cho sản xuất, anh sẽ đầu tư tiền bao nhiêu cho nhân sự, bao nhiêu cho chi phí cố định, để lại thành cái tổng thể đảm bảo là mình không vượt quá. Bởi vì ví dụ như nếu mà mới một start chưa hề có kinh nghiệm về việc là tôi sẽ sản xuất cái đấy hết bao nhiêu tiền, thì tôi sẽ phải có một cái bottom line để tôi biết là tôi không reach qua nào. Ví dụ như là anh có đầu tư 100 triệu về nhân sự, 100 triệu cho cái quỹ đấy, thì anh sẽ chỉ được 20% cho nhân sự, 20% cho chi phí sản xuất, thì anh mới có được 10% lãi chẳng hạn. Ví dụ thế. Nhưng mà em mới hỏi là cái tỷ lệ như thế nào là hợp lý đối với một startup trong cái việc quản lý này thì nào? Cái này thì từ kinh nghiệm cá nhân thì cũng xin chia sẻ này, và cả cũng là liên quan đến các hoạt động của VA luôn. Thứ nhất là chúng tôi sẽ không rõ câu hỏi của Hương lắm, tức là nhưng mà xin nói lại từ đầu đến cuối luôn như này. Tức là khi startup đến với VA thì họ đã phải tự xác định được mô hình kinh doanh là gì, đã phải tự làm hết rồi, chứ không bao giờ chúng tôi lại tham gia vào ngay từ cái khâu mà lên kế hoạch rồi thực thi như thế nào. Mà chúng tôi sẽ chỉ thực sự là ở bên cạnh, đóng vai trò như là một cố vấn. Nhưng cố vấn không phải là cố vấn giống như, xin lỗi, có rất là nhiều những trung tâm hiện nay bản thân cũng mời cả chúng tôi hợp tác là cố vấn như là đến làm hội thảo. Không phải. Mà thực sự là chúng tôi ngồi cùng xem bây giờ startup đang ở đâu, cái thời điểm mà chúng tôi vào hợp tác cùng, đúng không ạ? Có định hướng, có thay đổi được cái gì không tại cái thời điểm đó thôi. Nhưng thông thường phải khẳng định như thế này, với cái business, cái core business của startup ấy, chúng tôi phải tôn trọng. Và đấy là lý do, cái này chắc là Harvey cũng nên chia sẻ thêm. Chúng tôi trao đổi với rất nhiều những nhà đầu tư lớn, đại diện giám đốc của VC, kể cả anh Trung nhỉ? Lý Quý Trung. Anh bảo luôn, nếu startup mà ngon thì tại sao không đầu tư luôn 50%? Nhưng quan điểm của chúng tôi là không bao giờ chúng tôi đầu tư, bởi vì nếu mà mình đã sở hữu 50%, mình sẽ quyết định thành cho startup. Và cái đấy là cái chúng tôi hạn chế ngay từ đầu, bởi vì mình chỉ limit, mình chỉ giới hạn mình ở một việc giống như là đồng hành cùng với startup thôi. Đó. Thế chứ còn nếu mà đã đầu tư nhiều lên thì lúc đấy là chúng tôi thành lấy luôn business của các bạn đó rồi. Đó, thế còn cái phần thứ hai là cái phần mà trong cái mô hình về tài chính, các anh chị nên dành bao nhiêu tiền cho phần nào, hay là nên sửa đổi lại cái mô đồ của mình không, thì đấy là một cái phần mà VA sẽ phải tham gia. Có thể không phải là tôi sẽ đóng góp về mặt tài chính thôi, nhưng những thành viên khác mà ai mà có kinh nghiệm về sản xuất, về phân phối hay về những cái lĩnh vực khác, đấy là tại sao chúng tôi muốn phải tạo ra một cái network là vì vậy. Và đến thời điểm này thì chúng tôi có thêm anh Hải là cũng là người, anh Hải là người cũng khởi nghiệp entrepreneur đấy, và anh ấy cũng làm cả sản xuất và cả marketing, đúng không ạ? Xuất thân từ marketing thì bây giờ làm sản xuất. Thì anh ấy sau khi kinh nghiệm nhiều hơn tôi và Harvey, xin lỗi, chúng tôi cũng chỉ là cái người mà chúng tôi nhận được cái thông tin phản hồi lên từ những người như anh Hải thôi. Thì anh Hải anh ấy cũng sẽ có thể anh đóng góp một phần nào đấy
cho doanh nghiệp của mình. Anh Minh kia chẳng hạn, anh Minh kia là đang là giám đốc tài chính của một tập đoàn của Pháp rất là lớn về cả sản xuất, cả cầu đường, rất là nhiều lĩnh vực. Và anh là người có thể xây dựng được một cái mô hình ngay từ đầu cho các startup của chúng ta là nên làm như thế nào cho nó chuẩn. Mà cái đấy là cái tôi không làm được. Nhưng ngược lại, đấy là lý do mà chúng tôi muốn tạo thành một cái mô hình network để các nhà đầu tư có thể bổ sung những kinh nghiệm của mình cho nhau. Xin trả lời thêm một chút về phần technical một chút. Câu hỏi có lẽ là cũng ngoài cái việc là startup ra thì anh Minh trả lời thì đúng là thực sự là bọn tôi không muốn chạy business của các bạn. Mà đúng là nếu mà các bạn mà đi pitch mà các bạn hỏi tôi câu hỏi đấy thì có lẽ tôi cũng đầu tư. Bởi vì là các bạn, cái câu hỏi đấy là cái câu hỏi mà có lẽ là tôi mong là các bạn phải có câu trả lời trước rồi, đúng không? Bởi vì bạn phải hiểu business của bạn như nào, đúng không? Cái phần trăm mà mình đầu tư như nào cho nhân sự, cho chi phí sản xuất, cho logistics, cho marketing, cái đấy là business của bạn, chúng tôi không được biết được. 100 người trong khán phòng này bước ra đi bộ và 100 mét, 100 người đấy bước cái bước đi hoàn toàn khác nhau, đúng không? Thế quay trở lại câu chuyện quản lý tài chính thì dân kế toán của chúng tôi thì không nói chung chung, tức là chúng tôi không sử dụng cái gọi là benchmark hay là percentage hay cái gì là đúng cho cái này, cho tất cả mọi người đều phải đi như thế này thì mới là được. Một cái business nó là khác nhau. Đấy lý do tại sao tôi nói là cái dữ liệu tài chính của các bạn nó chính là cái gold mine, nó là cái thông tin mà các bạn cần phải sử dụng nhiều hơn nữa. Và từ cái thông tin đấy nó sẽ chỉ cho bạn xem tỷ lệ như nào, sản phẩm nào. Câu trả lời câu hỏi của Hương có lẽ là một cái băn khoăn chắc chở về việc phát triển doanh nghiệp trong doanh nghiệp trong cái tương lai, đúng không? Bởi vì có thể là bạn đang muốn mở một nhánh khác, hay là có thể bạn đang muốn mở rộng cái doanh nghiệp của mình, cũng đang băn khoăn là cũng biết là bây giờ cái đồng tiền mình đầu tư vào marketing nhiều tốt hơn, hay là đầu tư cho chi phí đào tạo nhân viên tốt hơn, hay là đầu tư cho chi phí văn phòng tốt hơn, đúng không? Thế là những băn khoăn khi mà những người làm business chúng tôi luôn nghĩ là đây trong kế hoạch năm năm tới chúng tôi muốn mở cái này. Thế vậy thì tiền bỏ vào đâu cho nó đủ? Hoặc là may mắn tháng trước Hương vừa pitch cho một VC và VC ném cho một cục 1 triệu đô, một cục triệu 1 triệu đô bây giờ nó không biết là tiêu vào việc gì cho nó đúng, đúng không? Thế câu trả lời của tôi thì rất là đơn giản thôi. Dân tài chính của chúng tôi khi mà ngồi trong một cái bốt, thầy của tôi bản thân tôi cũng là CFO của rất nhiều các ngành khác nhau, tôi cũng có cơ hội ngồi trong bốt thầy của rất nhiều người có những cái skill set khác nhau. Thế khi mà ngồi vào một bốt room meeting thì có CEO, có marketing manager, về chuyên hàng policy, về làm HR, về ABC, đúng không? Vậy là cái cuộc thảo luận, cái bốt meeting diễn ra như thế nào? Và cái vai trò của mình giám đốc tài chính như bọn tôi nằm ở đâu? Thế thì ông trưởng phòng marketing anh Hải đi. Hải đang bấm điện thoại, đang gửi một cái message cho các bạn. Assistant bảo bây giờ anh có một lượng tiền 500.000 đô mà anh muốn em đầu tư cho anh trong 12 tháng tới. Push up cái Google của AdWords và cái Facebook campaign của mình để làm sao cái page của mình hôm nay có bằng like, đúng không? Đấy là cái bản kế hoạch marketing mà anh Hải propose cho board meeting. Thế dân tài chính như bọn tôi thì mới quay trở lại bây giờ muốn cái 500.000 để chi cho Facebook được không? Một nửa chi cho Facebook, một nửa chi cho Google. Nhưng mà để mà tôi cho vào cái quy trình quản lý của tôi thì tôi cần chi tiết hơn nữa. Và cái câu hỏi cuối cùng để mà chúng tôi ra được cái quyết định xem là chúng tôi có sử dụng cái tiền 50%, 250.000 để cho Facebook, 250.000 để Google hay không, chúng tôi phải tính được xem là cái bài toán đầu tư đấy thu hồi lại có được không, đúng không? Nếu mà Google muốn tốt hơn, 1.000 click của Google mang lại 500 cái lượng đơn bán hàng, trong khi đó Facebook tỷ lệ chỉ 10% thôi. Vậy tại sao ta không sử dụng 80% một resource sang lên Google, 20% chỉ để Facebook, đúng không? Đấy, thế thì để ra được cái câu hỏi như vậy thì chúng tôi cần cái chúng tôi gọi là bản kế hoạch kinh doanh của mỗi đơn vị, đúng marketing phải đưa cho em một bản kế hoạch kinh doanh của họ. Họ muốn làm như vậy, họ phải convince em. Từ cái số liệu đấy họ sẽ mang ra cái giám đốc tài chính, họ phải đưa lên kế hoạch, người ta analyze số liệu đấy đưa vào cái hoạt động, đúng không? Một ngày thì chi 100.000 cho Google, ngày thứ hai, tháng thứ hai nhân đôi nó lên, đúng không? Và đơn vị tài chính của con sẽ làm cái nhiệm vụ là capture cái view data để làm sao đến cuối tháng, cuối quý mình có thể đưa ra cái báo cáo next board meeting ngồi với anh Hải, và là anh Hải anh cứ
bên chúng tôi 50% bên này, 50% bên kia. Thế Samsung của anh là Google rất tốt hơn Facebook, nhưng mà cái số liệu tài chính nó cũng nói như vậy, số liệu tài chính nó nói ngược lại, nó bảo bây giờ Facebook tỷ lệ nó đến 90% thôi, còn Google thì 1000 click thì có đến 999 cái click là từ Ấn Độ, và nó chẳng mang lại cái lợi ích kinh tế gì. Thế vậy là bản kế hoạch kinh doanh đấy của anh Hải tự nhiên phải tiếp tục trở lại, đúng không? Anh lại thay đổi cái chiến lược, nước Minh Tình lại ra một cái quyết định, thì bây giờ chúng ta chuyển hướng lại, đầu tư nhiều hơn sang Facebook, 90% sang Facebook, 10% sang Google, lượng tiền lại chuyển ngược lại, quay trở lại vào kinh doanh, đúng không? Tháng sau số liệu tài chính lại đi vào chúng ta analyze again, và biết đâu được cái lúc đấy thị trường nó lại thay đổi, cháy rừng ở lúc, đúng không? Đấy, nhưng mà business nó là như thế, nó phải yêu cầu cái flexible. Nhưng mà em chỉ muốn dẫn hiểu chút là ví dụ như này, bọn em có những cái tỷ lệ như vậy, có cái tỷ lệ đầu tư bao nhiêu cho cái gì đó, và em có một số phần trăm lãi, và cái mà em muốn reflect lại ở đây là vậy nếu mà 10% lãi ở đây tôi đã đủ chưa, tức là tôi đã làm tốt nhất ở mức có thể chưa, hay là tôi có thể nâng cái mức phần trăm lãi của tôi, thế thì khi mà nâng cái mức phần trăm lãi của tôi phải dành cái mức chi phí cho cái gì đến xuống, hoặc là phải tăng cái thu lên, đúng không ạ? Thế nhưng mà đấy là cái em đang hỏi về mặt model và setup chung thôi, chứ em không có ý là tất nhiên là phải có kế hoạch là tôi cần chi cho cái gì và chi cho bao nhiêu, dựa trên cái mà tôi có và dựa trên mối quan hệ của tôi làm. Nhưng cái em đang quay trở lại là lãi, ví dụ em nhìn thấy là em có 10% lãi thì so với cái ngành đó, so với cái nghề đó, so với cái công việc dịch vụ của em cung cấp thì nó là ít hay nhiều, và em có nên kiểu ví dụ như mức như đây thì giảm cái gì xuống, ăn cái gì lên, thì cái này có thể nó hơi chi tiết quá với từng cái business riêng nên là nó hơi khó để có thể hỏi em được. Ở đây, em cảm ơn ạ. Cảm ơn anh. Còn ai có câu hỏi gì nữa không? Như tôi nói là cái vấn đề tài chính này thực ra là bởi vì nó quá là cá nhân nên là thường khi trong buổi hội thảo các bạn ngại đặt câu hỏi. Daniel, thanks for coming up. No, I mean, again, startups coming to us most of the time, right? We need them to at least to speak English, because at the end of the day, we want them to connect them to our European friends or Australian friends. But anyway, sorry, because we have Yvette here this morning, but he knows Vietnamese. That's why we spoke Vietnamese. All right. Mọi người còn câu hỏi gì khác không? Anh Daniel này là tham tán kinh tế của Đại sứ quán Bulgari. Thì các đại sứ quán cũng có một số thêm nguồn phần nhất định. So, can I raise one question? Do you want to raise a question? Be a passive one, you know, just because I'm coming from the financial, you know, like delay or something like this, you know, and it's very difficult to finance startup projects, you know, from the banking point of view. And that's why you have to operate with data, you know, the main engine for the startup is data, how many customers you have and how many, you know, like, whites you can sell. So it's very hard to assess. So this is the work and this is the job of your accelerator, because I know that in Vietnam money are available, but because of the real estate lack, crash or financial crisis, because of the lack of the good projects, banks cannot give money to anybody. So money stay there and nobody can take over. So this is the role of Viet Accelerator, to took money out of the pocket of the bankers and to translate in the common language what to do. So that's why the California is a very successful place to make startup, because you have everything in one hand. You have financing, you have customers, you have infrastructure. So all these three things which are available in California. So you know, I have been studying in St. Louis in the USA, but you know, it's another story. California is number one because of these three reasons. And because you're operating with Australian or somebody else's money, you have to translate with accelerator, you know, the demand of the banks, of the finance, of the money givers, to the takers, to the receivers, to the beneficiaries. So this is very, very important. And the most easier, the easiest way is just to find the niche for startup.
to find a niche in the transport infrastructure, to find a niche in a share in our economy or e-commerce or you know e-banking or something like this. It's very hard, it's my opinion of course, it's very hard to struggle to fight with the companies which already exist in their niche. So it's much better to find a new niche and to promote this new niche to the banks, to the financiers. That's why they're gonna understand you, not me, but you, because you're a translator of my project, of my idea to the bankers. And this is the role of facilitator, and I really appreciate this idea, and Vietnam, you know, needs hardly of this kind of, you know, guys like you. This is my point of view, and that's why you are not in California, guys. In California, everything is, you know, it's one hand, you know, we can do it elsewhere, but here in Vietnam, it's very difficult. So the role of you here is amazing. Thank you. Thank you. Coming back to one of the points made by Sally, this network is called a shared investment platform, right? We are in a shared economy. We're sharing our car, we're sharing our home. I went to Hanoi last couple of weeks ago. We went on a Grab, so it's a shared car. We went on an Airbnb apartment instead of going to a hotel. Right? So this is a shared platform for investors who never invested before, who could be entrepreneurs, who would be really successful in their business, got experience, but never ever invested. They want to invest with us, with people who have done that before. And similar on the other side with startups, right? We know that there are people who done startups for 3 to 5 years, the people who got an idea, right? Never started a business. We want to share the knowledge with our mentors. And the main reason why we started this platform, I think 3 years ago when I pitched this idea to an angel in Sydney, they said they got plenty of cash, they got plenty of money for cash, but they don't know where to find investment in Vietnam, other than buying houses, apartments, lands, doing developments, right? And you look at all the billionaires in the world, you look at all the list of the top 20 companies in the world these days. How many, what's the percentage of them coming from the startups? Look at Tesla, right? Just within the 6 months, their share went from $180 USD to $465 in 6 months, right? So we're in the right timing, we meet the right people, we've got people with good ethic, right? We're ethic investors, we're not just putting money, we don't, our money is valuable to our family, to our kids, to our business, we care about our money. We've got knowledge that we're willing to share, and we want to invest. Any other question? I see one question. Hang on, Dave. Cho anh hỏi là cái nguồn đầu tư của mình thì có bị ràng buộc là pha loãng hay là chống pha loãng thì nó có sao? Thế thì một trong những cái điểm mà mình có nói qua là cái standard angel round, seed round ở Việt Nam cũng như ở Úc thì vào được khoảng 25-30 ngàn đô. Còn ở Việt Nam thì chúng tôi nghiên cứu các cái chương trình incubation and acceleration các mặt đầu tư khoảng 15 ngàn USD, và cái tỷ lệ phần trăm chúng tôi giới hạn là không quá 10%. Lý do tại sao thì như thế, bởi vì thứ nhất là chúng tôi không muốn mang cái business đấy, đúng không? Đấy thì cái dẫn dắt là như thế, thì tức là lý do mà chúng tôi chỉ muốn giữ cái phần trăm như vậy bởi vì chúng tôi muốn more investor to come, đúng không? Tại sao chúng tôi không muốn lấy hơn, chúng tôi không muốn lấy cái 4%? Bởi vì VC khi nhìn vào một cái startup có founder sở hữu 60% và một cái nhóm em rồi sở hữu những 40% rồi họ sẽ không muốn vào đấy. Nên là cái incentive của cái quỹ này, cái early start investment nó là như thế. Prime number percentage là chúng tôi chỉ lấy đến thế thôi. Và từ cái incentive như vậy, cũng nói với anh là chúng tôi không có cái yêu cầu là chúng tôi sẽ duy trì cái tỷ lệ phần trăm như vậy. Càng nhiều quỹ đầu tư vào chúng tôi càng tốt. Sở hữu một kinh nghiệm cái
0.0000% ở Tesla ở thời điểm hiện tại sướng hơn rất nhiều so với sở hữu 40% ở công ty taxi ở cái thành phố nhỏ, đúng không? Bổ sung thêm một chút như này, thực ra cái này là cái mà chúng tôi cũng thảo luận rất là nhiều trong khi bản thân Harry khi mà đầu tư ở bên Úc ấy, chúng tôi bây giờ cũng một phần ở đấy là chúng tôi copy cái mô hình mà mọi người đang làm ở bên Úc. Thì về cái vấn đề đó là thứ nhất về tỷ lệ sở hữu thì chúng ta đã rõ cái tinh thần của nhau rồi, đúng không ạ? Và thứ hai ấy, là về vấn đề pha loãng thì nó thật có thể tùy vào từng startup mà có thể sẽ một khác, nhưng chúng tôi không đặt cái vấn đề lên hàng đầu. Bởi vì cuối cùng mình vẫn xác định là gì, là với một tỷ lệ nhỏ và chúng tôi nếu có đem các bạn ra được đến được một VC nào đấy hay một cái quỹ nào đấy chẳng hạn, mà các bạn gọi vốn được các vòng sau, vòng 2, vòng 3 thì rõ ràng là chúng tôi cũng được hưởng lợi. Chỉ có điều này sẽ có một cái thỏa thuận mà chúng ta có thể sẽ phải bàn sâu hơn trong cái quá trình đàm phán, đấy là thỏa thuận về exit. Có thể là chúng tôi sẽ exit trước hay là như thế nào đấy thì cái đấy thì tùy từng startup sẽ có, chứ còn về phán đoán thì chúng tôi không đặt cái gì. Có ai có câu hỏi gì nữa không? Anh muốn hỏi về vừa nãy chị Huy có giới thiệu về cái quy trình từ phụng chim cho đến quy trình đầu tư, thì em muốn hỏi rộng thêm về tức là một quy trình đó thì thời gian thì được khoảng là bao lâu quy trình về đầu tư? Cảm ơn anh. Nói thật là cái này cũng bởi vì bản thân bọn anh cũng trong suốt 6 tháng vừa rồi thì cũng đang chạy thử, nên là nói thật với cả mọi người là trong cái quá trình chạy thử nó không đơn giản. Làm việc với cả trung tâm của anh Tùng này có rất là nhiều startup ấy. Thì cơ bản nếu khi mà mọi thứ đi vào ổn định thì cố gắng là trong tất cả thời gian thì trong vòng khoảng 2 tháng, không nên quá 2 tháng. Chỉ có điều cái này các bạn startup nó có một cái thời gian, nó mất nhiều thời gian nữa là từ phía startup, ví dụ là gửi một cái form làm due diligence, đúng không, để xác minh rồi để lấy kỹ thông tin ấy, thì các bạn thường mất rất là nhiều thời gian về cái đấy. Thế là trong giai đoạn chạy thử là mọi người cũng bảo là gì, thôi được rồi, nếu thế thì chúng tôi ngồi cùng luôn, có đến đâu nói đấy, bởi vì nhiều khi đưa một cái form mà nó quy chuẩn quá là các bạn mất rất nhiều thời gian để các bạn nhất là hiểu được những người đang muốn cái gì và những thông tin mình muốn cung cấp được cái gì, chưa kể đến việc là nói thật là bên này làm thì là bằng tiếng Anh đó, bởi vì các thành viên bên này bây giờ cũng chỉ dùng tiếng Anh là cái ngôn ngữ chung thôi, thế nên là nó nhiều khi nó còn mất thời gian hơn, nhưng mà định hướng là chắc chắn nó không nên quá 2 tháng kể từ lúc quyết định là có đầu tư hay không. Quy trình bên này làm bên này xong cái pitching, ngay sau buổi pitching thì giả đây trong nội bộ thì tôi làm rất là nhanh, có interest hay không thì ngay sau khi các bạn pitching, ví dụ mỗi bạn mình để khoảng 15 phút, đúng không, 15-20 phút thì trong một cái nhóm ấy, sau 5-6 bạn làm xong thì ngay sau buổi đấy là trong vòng 1 tiếng đồng hồ là chúng tôi quyết định là có thương thú hay không rồi, bản thân trong nội bộ VA đấy. Sau 1 tiếng đấy thì trong cái 1-2 ngày sau đấy tôi là sẽ gửi form DD sang cho các bạn và ký một cái NDA trước để các bạn cung cấp thông tin. Thế sau đó là thì hy vọng là chỉ trong vòng tôi nói 2 tháng, tức là trong quy trình quy chuẩn 2 tháng là đủ lâu rồi. Thế nhưng mà trong nội bộ VA từ lúc quyết định là có thương thú hay không thì nó rất là nhanh, ngay sau khi các bạn làm, bởi vì chúng tôi cũng không có được đủ thời gian và nguồn lực để mà sau đấy chúng tôi lại tập hợp nhau lại một buổi nữa. Cái chuyện này nó không đơn giản. Đó. Lôi em hỏi một chút, nó hơi cụ thể về trường hợp của em. Ví dụ như bọn em đã bootstrap nhưng qua được cái hơi kết nối với chính liệu. Cái đối tượng của em có được phù hợp với cái tiêu chí về đối tượng và cái tài khoản. Cũng là bọn em đã sau cái bọn cái này thì xin phép chia sẻ luôn. Thứ nhất là đối tượng của cái quỹ VA thì chắc là không nhé. Nó không ở đây không có nghĩa là 100% là không, bởi vì là không biết là cái quy mô mà em đang cái startup em đang ở giai đoạn nào này và cái mức độ muốn đầu tư là bao nhiêu. Nhưng nói thật nếu nó nhiều hơn 10.000 đô, nhiều hơn còn anh dùng quân giới hạn 10.000 thì nó sẽ không phải là nằm trong cái appetite của VA. Thế nhưng ngược lại trong cái network, kể cả cá nhân anh, cá nhân Harry, cá nhân Minh Nghe Hải, thực ra thì bọn anh cũng muốn đầu tư từ cái kênh nguồn vốn cá nhân của mình, chưa kể trong network còn rất là nhiều nhà đầu tư khác nữa. Thì cái ưu tiên của VA là gì, mà trong cái lúc đấy là trong cái slide anh đã cầm rồi ấy, ưu tiên của VA là gì, là đầu tư early stage
startup nhưng là từ cái nguồn vốn mà bọn anh góp chung, ví dụ mỗi người góp bao nhiêu tiền đấy và thống nhất với nhau là vì rủi ro cao early stage nên chỉ đầu tư như thế này, và đấy là cái tôn chỉ không bao giờ mà anh làm khác. Nhưng từng cá nhân, bởi vì cùng một cái data, nếu mà VA có sẵn data là startup này làm cái kia mà tốt, thì lúc đấy các cá nhân lại tự sẽ sàn xếp với nhau và sẽ thỏa thuận với nhau là có đầu tư hay không, nhưng lúc đấy nó nằm không nằm trong cái khuôn khổ của VA nữa đó. Đấy, thì nếu mà anh nhìn vào cái tỷ lệ đầu tư nhé và cái tỷ lệ lấy equity thì thông thường những cái nghiệp của anh mức 25% đầu tư 10% thì bọn anh định giá cái giai đoạn early stage seed money vào 250,000 là chịu đúng không? Và sau khi chạy xong cái chương trình acceleration vào khoảng 4-6 tháng thì đến cái cuối của cái giai đoạn đấy là bọn anh sẽ đẩy các team ra để pitch cho các cái lượng investors khác. Lúc đấy có lẽ cũng chưa đến VC được, đúng không? Trong đó có cả những investor trong nhóm của bọn anh, nhưng mà lúc đấy người ta sẽ ra lượng tiền nhiều hơn. Đấy, thì cái next round của investment thường nó vào khoảng minimum là 100,000. Đấy, cũng nói thế để em hình dung ra xem là cái nhu cầu của em ở đâu. Và như em mới nói là không phải cái nâu, nhưng mà có thể là em đã qua cái giai đoạn 6 tháng của tôi thì acceleration program nào có thể em ở next phase. Và cái giai đoạn 100,000 đấy thì valuation của startup của anh kỳ vọng nhé, minimum của khoảng 1 triệu đô. Có những startup mà bọn anh sau khi chạy xong acceleration họ raise fund ở mức độ 2 triệu đô, tức là một trong startup mà khoảng đông nhất ở valuation của anh. Sau đó thì phải tiếp tục các cái vòng tiếp theo 6 tháng 12 tháng tùy đến mức độ nhu cầu của doanh nghiệp. Quay trở lại cái comment của mình là cái giá trị mà bọn anh tạo ra sẽ nhiều nhất ở cái giai đoạn early stage vào độ khoảng 100,000, bởi vì người ta sẽ đưa nhận được tiền, đưa nhận được uy tín đúng không? Bởi vì là lần đầu tiên mà bọn được vốn đúng không? Đưa nhận được uy tín, giống như lần đầu tiên đi xin việc. Thứ ba là có được cái mentor của mình của em sau cái giai đoạn đấy đi pitch cho các investors khác trong một trong những cái slide cuối của em là chúng ta nghe từ investor đúng không, lúc đấy sẽ có hình ảnh của những người được nghe từ em và những người đã chấp nhận bỏ tiền của em, nó sẽ làm cho những investor sau đó họ tin tưởng nhiều hơn. Thế vậy quay trở lại cái câu hỏi của em chính là em có phù hợp hay không, thì đấy anh nghĩ một phần là cái quyết định của em nhé. Bởi vì là nếu em nhìn ra là cái giá trị của việc recognition thì nó lớn hơn cái money, nó lớn hơn cái equity initial phase thì em đâu, đúng không? Còn nếu mà em nhìn thấy là giá trị nó chẳng có cái gì cả thì thôi thì em một cái giai đoạn đấy là một sự đầu tùy thì nó con số em thích hoặc thì em đúng không? Thời gian thế nào mình nhận vào 3 phút có thể chia sẻ thêm một chút thôi về sở hữu trí tuệ của những cái này là cái vấn đề mà thực ra là startup nào cũng bị hết. Trước khi nói về tài chính hay cái gì thì ông có một cái gì đấy rồi, ông đăng ký được không hay như thế nào để anh Hà chia sẻ thêm một chút. Hôm nay cảm ơn anh và anh em ở viện hôm nay thì cũng đến bên theo lời mời của mình để chia sẻ với mọi người, nhất là các startup và một số các cái kinh nghiệm của mình trong những việc là cũng làm việc với một số startup về cái vấn đề là sở hữu trí tuệ. Còn hôm nay cái vấn đề gọi vốn từ tài chính thì có anh Minh về hay thì anh đã làm rồi. Thì trước khi vào thì mình cũng giới thiệu mình là luật sư Nguyễn Anh Hà, hiện nay làm ở công ty luật FP Law. Thì mình thì cũng startup cách đây cũng khoảng 10 đến 11 năm rồi. Thì qua quá trình làm thì đúng thật là hôm nay nhận được cái sự chia sẻ là về vấn đề tài chính. Đúng là ngày xưa cũng vướng phải những vấn đề như thế, nhưng mà cách đây khoảng hơn 10 năm ấy, thì thật sự là không có những cái buổi như này để hiểu thế nào tài chính. Mà bên mình thì các anh em luật sư thì phần lớn là rất là rốt quán, rất tài chính, chỉ biết về luật thôi, nhưng mà để tính được quán số tiền các thứ tài chính thì hôm nay thấy là các doanh nghiệp khởi nghiệp, đặc biệt là các anh chị ở đây mà được các cái mentor mà định hướng như này thì rất là tốt. Thế còn hôm nay thì mình cũng chia sẻ một chút thôi về vấn đề là sở hữu trí tuệ hiện nay ấy. Thì làm việc với các startup thì mình cũng giải quyết tranh chấp một số cái trường hợp như này. Là hồi xưa thì làm cho một cái startup thì nó có vướng là mấy anh em làm với nhau,
Thế thì có một ông thì góp bằng bằng tài sản trí tuệ là góp bằng một cái phần mềm. Thế nhưng mà cái phần mềm đấy thì ông ấy làm xong rồi ông cũng khôn, ông đăng ký trước, ông đăng ký vào dưới cá nhân của ông ấy. Thế khi mà định giá góp vào khoảng 500 triệu thì anh em ok vào. Thế nhưng mà lúc mà chuyển cái sở hữu từ cá nhân sang công ty thì ông quên không làm, hoặc là không hiểu lý do là có thật quên hay không, là không biết làm. Thế nhưng mà lúc mà anh em mà cũng làm với nhau một thời gian nhưng mà có vẻ là không hợp, thế giờ cũng tranh chấp với nhau. Thế thì lúc đấy mới xác định là bây giờ thoái vốn thì cũng phải định giá lại cái tài sản của doanh nghiệp, và trong đó là cái quan trọng nhất là đến cái platform, cái phần mềm mà tuyển dụng lao động rồi bán cho nhiều doanh nghiệp rồi. Thế thì lúc tranh chấp ra thì anh em cũng nói được với nhau, thì thành ra là ông kia mới soi ra là bây giờ đây không bảo cái tài sản của ông. Thế giờ tranh chấp là khó. Thế thì xong rồi cũng đưa ra tòa rồi cũng giải quyết lòng vòng một thời gian rất là lâu, nhưng về sau cũng đi đến đâu cả. Thế thành ra là anh em tăng giá mỗi người kiểu cầm, và sau ông lại cầm lại cái phần mềm đấy. Thì đấy là một cái lỗi mà mình nghĩ là khi mà cái việc là chuyển từ cái tài sản, đặc biệt là sản xuất trí tuệ, một cái phần mềm, một cái logo ấy, mà từ cá nhân góp vốn mà vào cái doanh nghiệp khởi nghiệp, thì anh em chú ý là tôi rõ ràng ngay từ đầu, nghĩa là nếu mà tôi phần mềm của anh em đăng ký rồi thì nên là đăng ký dưới dạng của công ty. Đấy thì đấy là một cái mà mình đã làm cho vướng một cái trường hợp như thế. Một cái trường hợp thứ hai mà mình làm thì cũng bị vướng là như này. Có một chị làm một cái công ty du lịch cũng rất là nổi tiếng. Thế xong rồi cũng làm thì anh em cũng không để ý nhiều về cái vấn đề phải đăng ký về logo hoặc là phải làm cái gì đâu. Thế thì sau đó thì có một bạn nhân viên marketing cũng rất là giỏi. Thế cũng hứa là thôi mày làm tốt thì tao cho mày vào làm partner ở công ty. Thế nhưng mà thôi hai người làm với nhau thì nó cứ tranh chấp quyền lợi với nhau. Thế bạn kia bạn nói ra nó mở luôn cái công ty đối thủ. Thế bạn lấy luôn là cái logo với cái tên thương hiệu đấy của bạn kia. Thế bạn đăng ký trước. Thế bởi vì bạn kia là chưa đăng ký. Thế theo luật Việt Nam là thứ ai đăng ký trước thì người được. Thế thành ra là lại phải mình là luật sư lại phải đại diện cho cái công ty kia, xong rồi đàm phán để đòi lại. Bởi vì lúc đấy là muốn là thứ nhất là một cách nó giải quyết êm đẹp, chứ còn bây giờ lại đưa ra quà với nhau, xong rồi lại chứng minh là mét phết các thứ thì nó rất là mất thời gian. Thì mình nghĩ là đấy là một cái kinh nghiệm rất là lớn trong các cái doanh nghiệp khởi nghiệp Việt Nam qua hai cái trường hợp cụ thể nó có cái tranh chấp như thế. Còn lại thì mình nghĩ là đối với lại cái tài sản trí tuệ ở Việt Nam thì nó có rất nhiều đối tượng, ví dụ như là phần mềm, rồi nhãn hiệu, rồi logo, rồi kiểu dáng sáng chế. Thì có một số các đối tượng thì nó không cần phải đăng ký, như là đối với phần mềm nó là cái đối tượng của tác giả không phải đăng ký. Nhưng mà theo mình nghĩ thì luật nó quy định là không phải đăng ký, rất là bảo hộ, nhưng mà mình nghĩ là nó không đáng bao nhiêu tiền cả, nó mấy triệu thôi thì các bạn cứ đăng ký. Bởi vì khi mà đăng ký thì nó sẽ có lợi là mình sẽ coi đó là cái thừa nhận của nhà nước, đấy là cái tài sản của doanh nghiệp. Và khi mà các bạn mà tiến hành là gọi vốn hoặc là định giá thì mình sâu được cái bằng chứng đấy ra đối với nhà đầu tư, thì mình nghĩ là nó cũng sẽ rất là hiệu quả. Đấy thì đầu tư nhỏ mà đầu tư lớn. Cái thứ hai là đối với lại các cái logo của tên thương hiệu thì thay vì mình không đăng ký, mình marketing hoặc là mình làm truyền thông rất là nhiều tiền. Ví dụ như nhiều cái mình thấy là có một anh và anh ấy làm một cái tên thương hiệu rất là hay, nhưng mà cái đấy lại có một cái người đăng ký trước rồi. Thế thành ra là bây giờ là mất truyền thông vào rất nhiều tiền. Hoặc là chúng ta biết là hiện nay là cái vụ của Asanzo. Cái vụ Asanzo không chỉ dính vào mỗi cái vấn đề là xuất xứ hàng hóa, mà hiện nay lại vấn đề là cái vấn đề là tên của thương hiệu ấy. Cái Asanzo bây giờ ông đầu tư rất nhiều tiền, ông làm truyền thông marketing như thế. Thế nhưng mà bây giờ là theo cái bản án mới nhất của tòa Thành phố Hồ Chí Minh về cái phúc thẩm ấy, làm yêu cầu là bây giờ người ta mà không được sử dụng cái chữ Asanzo đấy, bởi vì có cái thằng nó đăng ký cái chữ Asanzo trước rồi mà nó không hề sử dụng. Thì đấy là cũng là cái vấn đề vướng mà bây giờ là các cơ quan chức năng mà ngài bản thân trong kia cũng yêu cầu là không được dùng. Đúng. Mà bây giờ muốn dùng lại thì kia nó sẽ ép là phải mua lại nhiều tiền, còn đôi khi nó lại không có dùng. Thì đấy là một cái mà cái bài học mà tôi nghĩ là trên thực tế là tôi muốn chia sẻ với thực tế là như thế. Thì có mấy vấn đề ở đây là tổng kết lại là thứ nhất là tôi có thì lên đăng ký là thứ nhất. Và thứ hai là cũng để tránh tranh chấp thì rõ ràng ngay từ đầu trong cái việc là đưa tài sản sở hữu vào công ty. Đấy, thứ ba là anh em cũng khởi nghiệp thì cũng rõ ràng với nhau là khi mà nhân viên nó được tiếp cận cái tài sản trí tuệ thì chúng ta có cho nó ký một cái biên bản bảo mật thông tin
những cái cam kết mà không được đưa cái tài sản trí tuệ sang cái doanh nghiệp khác được không? Đấy, một cái vấn đề nữa là nhiều anh em thì dừng công ty, nghỉ ở công ty rồi xong lại dùng hết cái dữ liệu cũ xong rồi mang ra công ty mới. Đấy thì cũng có nhiều cái tranh chấp, mình cũng hay gửi các cái cảnh báo cho công ty mới là các ông đã mang cái phần mềm, cái dữ liệu của tôi sang công ty mới để dùng. Mà đấy là cái quá trình làm việc đấy là tôi trả lương cho người nhân viên đấy, và nhân viên đấy là phải coi là tài sản của doanh nghiệp. Thì đấy là có một số cái chia sẻ thì hy vọng là nếu các bạn cải thiện thì chú ý ngoài cái vấn đề tài chính như anh Minh và anh Harry có quá trình đấy. Cũng xin trước khi kết thúc thì cũng xin nhấn mạnh lại như này, đến mục tiêu của VA ấy, chưa nói đến chuyện là có đầu tư được cho các bạn startup hay không, hay là mức đầu tư như thế nào, cái đấy sẽ cần một cả cái thời gian, cả cái con đường trước. Tuy nhiên ít nhất là khi các bạn đến để những cái vấn đề như thế này, những cái định hướng như thế này, cả về kế toán, tài chính, thuế và luật, chúng tôi hoàn toàn phải tư vấn được ngay cho các bạn ngay từ đầu. Tất nhiên là sẽ không quá mất nhiều thời gian, mà chúng tôi chỉ nhìn thấy là gì là với những cái business như thế này, đúng không? Với tình trạng như vậy thì đây là những cái điểm các bạn cần để ý. Thế còn đương nhiên sau đây các bạn làm, các bạn có đi đăng ký sở hữu trí tuệ, các bạn có làm cái gì mà cần phải thực hiện ngay thì chúng tôi các bạn phải chủ động cả về vừa tìm nhà cung cấp hay là những cái chi phí mà cần phải trả để phát sinh những cái công việc như vậy. Có lẽ cũng trước khi kết thúc từ một cái nhỏ thôi. Ở bên Úc thì thường là kế toán tài chính biết luật sư là best friend ấy. Bởi vì là thông thường là chúng tôi tư vấn cùng nhau, đây là coi như là đồng hành với nhau, hai cái kiến thức bên đấy là bổ sung cho nhau. Tôi không nghĩ là dân luật sư là dốt về số hóa về tài chính, thông thường là nói mình dốt là người rất giỏi. Đấy, thế là một cái điểm mà anh Hà rất là tốt, mà tôi nhớ lại cái câu chuyện cái startup mà tôi có lẽ là một trong câu chuyện sau này tôi sẽ chia sẻ, bởi vì đang chờ kết quả tức là đang có một cái quyết định mà tôi cái này không phải đây tôi sẽ không thể chia sẻ chi tiết được. Nhưng có một startup mà tôi tư vấn 10 năm trước làm cái rất là mạnh của IP về gọi là voice authentication, thật sự là ứng dụng sau này nhé, trong vòng 2-3 năm nữa thôi là các bạn đến một cửa hàng không cần phải giúp khác, các không cần mở điện thoại lên kíp vào máy các bạn nói. Tôi đồng ý trả tiền cho anh Phong để coi cho một cái startup này ở Úc. Họ start được khoảng 5 năm trước khi họ đến gặp tôi tư vấn 10 năm trước. Lúc đấy là cả cái nhóm có khoảng 3 người là có investor rồi đến. Và có một công ty thành giống như ở bên này, công ty cách nữa, 3 thành viên. Khi mà nhìn vào cái sơ đồ và cái mô hình hoạt động của IP mà họ có được, tôi mới tư vấn họ là bây giờ anh không thể để cái business này vừa mang IP mà vừa mang operation business được, vừa thuê nhân công quá là rủi ro, IP nó quá lớn, triển vọng nó quá lớn. Đến thời điểm hiện tại thì công ty IP đấy người ta đã đang liên kết mất toàn với tất cả công ty ông lớn như Amazon, Google đều IP để họ. Thế lúc đấy tôi tư vấn họ là chia ra một công ty sở hữu IP đấy, một công ty làm operation, góp về cái công ty trong cái operation cũng không có rủi ro, nhân viên đến biệt tục người ta access của IP, thêm thế nữa là sẽ lập thêm cái group đấy, công ty đấy sẽ là group mà own hai cái công ty dưới. Investor khi ở vì cái structure đấy họ mê hơn, bởi vì là sao, cái rủi ro bóc hết cái rủi ro cho sang bên operation, cho sang bên sales marketing hết cả rồi, thì còn cái hàng IP đấy là thực hiện cái lợi thế được, đúng không? Cùng lắm thị trường có vấn đề gì IP vẫn được bảo vệ, investor thì còn thích cái structure hơn. Còn 10 năm tiếp nhé, đến thời điểm hiện tại bắt đầu thì 6 tháng trước Amazon đã post, cái công ty đã post 3 lần đã make true offer của công ty khách hàng của Reject. Bây giờ tôi đang bet với khách hàng, tôi bet họ là trên 30 triệu khách hàng thì hơi bị một service để tới 30 triệu, tôi bet với họ mức khoảng 30-50 triệu. Và sau này khi mà có câu trả lời, có lẽ là trong vòng 2-3 tháng nữa, nó sẽ thành một công việc rất là tốt. Bởi vì lý do lớn nhất mà Amazon đầu tư vào cái công ty đấy, họ chỉ mua mỗi cái công ty IP không invest in operation, mặc dù là tới đến thời điểm hiện tại operation một business khoảng 30 nhân viên và doanh thu vào được khoảng 5 triệu đô la Mỹ, nhưng họ kinh doanh đến khách hàng, kinh doanh đến khách hàng, chỉ mua mỗi cái IP không biết lý do gì cả. Nhưng mà cũng rất là may bởi cái structure này sẽ rất là hoa ở đây 10 năm trước đến bây giờ thì tiêu của Amazon cũng như là công ty và bây giờ đang giai đoạn đi và có thể kiếm được.
lý do tại sao đừng có tiết tiền tư vấn của luật sư ở giai đoạn ban đầu, bởi vì cái tiêu của cái cuối cùng nó rất là quan trọng, cũng đã xa rồi là giải quyết cái đấy. Hôm nay rất là vui được quay lại và cảm ơn bạn Tuấn Minh, anh em ở trong nhóm VA, những người đã bỏ thời gian, đặc biệt là bạn Tu sáng nay đến với bạn Tu tất bật tại bởi vì tất cả mọi thứ ở đây thì nhân viên cũng đều không Tu, nhưng mà không hy vọng là tương lai sẽ có nhiều hoàn cảnh hơn, có nhiều các bạn để các cái thành phố để có thể hội thảo như này để chia sẻ kiến thức, anh em gặp nhau như tôi nói là một cái platform như là nó là hai đầu, đúng không? Một đầu là invest, một đầu là giao đất, nó có thể là em cao đầu tư hay không, tốt tuyệt đấy, nó còn rất là dài, nhưng mà gặp được nhau face to face. Và cảm ơn bên Australia được cảm ơn Dương giúp đỡ luôn luôn nhiệt tình. Hôm nay Dương có nói là lần sau này cũng tổ chức sự kiện thì cứ bảo một em đang lo cái phần logistics để phải sẽ bớt về phần luôn và các anh em lo tất cả cảm ơn các bạn bớt thời gian, đặc biệt là một người bạn từ rất xa từ Sài Gòn bắt máy bay quyết định 43 bay ra đến đây tham gia một tập của mọi người. Trước khi kết thúc thì bởi vì là những cái job đầu tay của VA ấy, thì chúng tôi hợp tác rất là nhiều với trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp của trung ương đoàn, thì anh Cùng có muốn chia sẻ thêm một chút với cương vị trung ương đoàn hay là có cả cương vị ban kiến thức. Rất là cảm ơn anh nói welcome on you. Với vai trò của trung tâm hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp thì phải nói thật là bọn mình đang cố gắng tạo ra những cái platform để support thôi, và thông qua những cuộc thi như là Startup Hunt thì bọn mình muốn đưa ra một cái khái niệm nó chính xác hơn về bản chất của khởi nghiệp và cách làm khởi nghiệp. Về Việt Nam từ 2017 thì bọn mình cũng phải face với rất là nhiều những cái misunderstanding về khởi nghiệp, và hầu hết là các bạn có một tư duy rất là lệch lạc trong cái quá trình bắt đầu. Giống như anh Vinh ngay từ đầu nói là cái kỹ năng quản trị cá nhân cho đến quản trị nội bộ và cho đến quản trị team và cho đến quản trị doanh nghiệp của mình thì các bạn đều là một lỗ hổng rất là lớn, bởi vì hầu hết các bạn khởi nghiệp không phải xuất thân từ dân kinh tế hoặc là dân gì đó mà là từ dân rất là xa vời, ví dụ như là kỹ thuật, ví dụ nông nghiệp vân vân. Và các bạn có một cái bí kíp ở trong cái quá trình mà mình hoàn thiện cái ý tưởng của dự án của mình. Và khi mà Cẩm Minh thì mình có trao đổi về cái quỹ này mà mình đánh giá rất là cao, bởi vì đó chính là một cái giai đoạn rất là quan trọng để bắt đầu cho một bạn khởi nghiệp ngồi xuống cùng với chuyên gia của mình, cùng với mentors và rất là nhiều những đối tác khác để làm ra hàng nghìn ý tưởng, chọn cái nào phù hợp nhất và hiệu quả nhất để bắt đầu dấn thân. Thì đây cái phần này mình nghĩ là đây là cái phần mà có lẽ là duy nhất ở Việt Nam dám đương đầu với một cái giai đoạn khó khăn nhất của khởi nghiệp. Và đổi lại thì mình đánh giá rất là cao cái tư duy của các nhà đầu tư là các bạn ấy luôn đưa ra một cái mức mà như bạn đã nhìn thấy đấy, chỉ có 10-15%, cái này rất là hay. Bởi vì hầu hết các nhà đầu tư khác ở Việt Nam, các bạn xem sắp tanh, dĩ nhiên sắp tanh nó không phải là cái business model, nó chỉ là một cái game show thôi. Và hầu hết ở Việt Nam thì đều coi nó là một cái platform. Và đấy là cái rất dở mà khi bọn mình phải đối mặt với những câu hỏi của các bạn khởi nghiệp. Thì các sát cũng không hiểu về bản chất của khởi nghiệp và đặt những câu hỏi nó rất là ngây ngô ở góc độ. Làm chuyên môn như bọn mình thì cảm thấy nó hài hước. Thế nhưng mà cũng là cái lỗi sai của các bạn khi mà các bạn đặt mình quá cao. Đó là do các bạn tìm hiểu quá sâu từ góc độ truyền thông và góc độ xã hội, chứ không phải các bạn đi ra từ những cái chuyên gia thực sự đứng bên cạnh các bạn. Trên cái việc mà các bạn định hình lại mình rồi đưa ra một cái mức range fund phù hợp ấy, thì các bạn sẽ thành công. Còn nếu như mà chúng ta lại cứ nghĩ là cái mớ rau muống của mình được trồng bởi một cái miếng đất ở trên sao hỏa chứ nó phải đắt gấp nghìn lần so với bình thường ấy, thì cái đấy là chúng ta cần phải định hình lại. Và SOS thì đang cố gắng là kết nối tất cả những cái funds, tất cả những cái cá nhân
mà có năng lực về trí tuệ, có năng lực về kết nối, có năng lực về cống hiến, để làm thế nào để support cho cộng đồng khởi nghiệp Việt Nam thành công. Bên cạnh đấy thì bọn mình cũng có một cái trách nhiệm nữa, đó là tập hợp tất cả những cái ý kiến của các bạn và văn bản hóa nó trở thành một cái gọi là recommend document để mà propose lên Thủ tướng Chính phủ, trong cái việc là làm thế nào để mà tạo ra được những cái chính sách nó phù hợp nhất, nó cập nhật nhất và nó có thể là support nhất có thể. Nhưng mà cũng phải nói thật là ra đời được cái nghị định 38 là mình cũng chảy vẩy đấy, rất là mất nhiều thời gian, bởi vì cái hệ thống chính trị của mình nó sẵn như thế rồi, cho nên là bây giờ mình tác động là mình phải tác động rất là chậm, rất là cẩn thận, để làm thế nào để mà khi mà các bác đưa ra một cái quyết định gì đấy cũng phải đảm bảo được yếu tố an toàn và vì thế chính trị. Cho nên là mình hy vọng là trong thời gian sắp tới thì với một cái sự hợp tác cũng như là support từ chuyên gia rồi cộng đồng rồi những cái quỹ rồi vườn ươm vân vân thì cái chính sách của Việt Nam đặc biệt là cho khởi nghiệp nó sẽ tốt dần lên. Đầu năm mới thì xin chúc cho VA ngày càng thành công và làm thế nào để trên mục tiêu của mình support nhiều nhất cho các bạn khởi nghiệp, và chúc cho tất cả các anh các chị sức khỏe và thành công hơn nữa trong 2020. Xin cảm ơn. Có một cái thực ra thì trước khi kết thúc anh Tùng ấy, hôm nay tôi giới thiệu anh Tùng rồi và tôi với anh Tùng thì tham gia cùng với nhau cùng là thành viên của tư vấn cải cách hành chính thủ tục hành chính của Thủ tướng, tôi thì đại diện cho Hiệp hội Doanh nghiệp Châu Âu, anh Tùng thì là ban phát triển kinh tế tư nhân. Thực ra chúng tôi cũng làm rất là nhiều, cũng nói chuyện rất là nhiều về startup, và đặc biệt là từ khi tôi tham gia VA cùng mọi người anh em ở đây thì khi chúng tôi sáng lập VA thì bắt đầu tôi mới hướng đến cái đường khởi nghiệp nhiều hơn. Cái ngày trước thì thật sự là mình cũng không để ý nhiều. Thì chúng anh Tùng này tổ chức những cái diễn đàn kinh tế tư nhân này, riêng cái năm vừa rồi nguyên một cái phiên về startup, rất nhiều các bạn startup như thế này đặt những câu hỏi nó rất cụ thể, rất chi tiết, và những cái đấy thì đều cũng đã được tổng hợp lại. Thì và trong thời gian tới thì cái mảng hành lang pháp lý của Việt Nam nó cũng sẽ cụ thể hơn nhiều, đúng không? À, trong tháng 2 thì bọn mình có ra mắt cái quyển sách trắng về khởi nghiệp sáng tạo của Việt Nam. Hiện nay thì đang trong cái giai đoạn cuối là audit về cái dịch sang tiếng Anh, thì chắc là sang khoảng Tết âm lịch xong thì từ nay đến đấy thì đang làm để xuất bản. Thì xuất bản khoảng 300 cuốn hard copy thôi, còn lại các bạn sẽ vào fanpage hoặc là vào website của SYS Việt Nam để các bạn download nó. Thì đây là một cái mà mình review từ thế giới cho đến Việt Nam và các ngành kinh tế liên quan đến start như thế nào. Và đó cũng có một list những cái fun, những cái vườn ươm rồi những cái dự án khởi nghiệp. Thì đấy là một trong những thông tin mà các bạn, mình nghĩ là nó sẽ rất là cần các bạn. Vâng, và để kết thúc thì xin thứ nhất là cũng cảm ơn tất cả các anh chị đã có mặt ở đây. Cảm ơn Ivert, anh Daniel thì là đại diện của Đại sứ quán Bulgaria. Cảm ơn anh Tùng, cảm ơn anh Hà. Cảm ơn Australian Alumni và các bạn đã có mặt và chia sẻ, và hy vọng là sẽ cùng đồng hành được với VA trong thời gian tới. Như tôi đã nói, VA là open share platform, tức là open cho cả phía startup nhưng cũng open đồng thời cho nhà đầu tư. Và nếu mà chúng ta tham gia với những nhà đầu tư thì chúng tôi sẽ có những cái thảo luận nó chi tiết hơn về hình thức tham gia như thế nào. Và quan trọng ở đây là VA không có câu hỏi đầu tiên không phải là anh góp bao nhiêu tiền, mà là kỹ năng của anh là cái gì, kinh nghiệm của anh là cái gì. Đó, thì hy vọng là sẽ đồng hành cùng với mọi người trong thời gian tới. Xin cảm ơn.